của Việt Nam Cộng Hòa ở Bôn Sa bây giờ không mặc quần áo kia nữa. Đấy. Tại vì thứ nhất, quần áo rằn ri của mình nó không có hùng bằng cái quần áo rằn ri của Pháp. Tại vì nó may cái kiểu nó trông nó phùng ra, trông nó to, trông nó đẹp đẹp, nhất là cỡ mà con cung củ đậu nó mặc là càng đẹp nữa, À, tại vì to con mà nó hoài niệm không ạ, nó hoài hoài niệm niệm. cái thời được cai trị cho nó hay lắm, hồi mà đi càn quét trong xóm làng mà đánh nhân dân đó, thế nó hay, nó mới thích chứ. Tôi hỏi thằng bạn tôi là tiểu đoàn 2 nhảy dù, bây giờ tại sao giờ cái mẹ quần áo mình không hãnh diện nó đi lấy quần áo nhảy dù Pháp mặc ấy. Mà trông mua một bộ mấy trăm đô la đó, chứ phải dễ hơn nữa đâu, nhưng mà trông nó mặc nó oai thật. Còn cái bộ quần áo mình 30 tháng 4 mình thua trận, bây giờ mặc vào nó xấu hổ. Tôi nói liền, tôi bảo mẹ như vậy mày càng xấu hổ hơn nữa. Mà sao vậy? Mày nên nhớ rằng ở Việt Nam có một ông là ông Phạm Văn Phú, 2 lần bị, một lần bị Việt Minh bắt và một lần bỏ chạy ở Pleiku, giờ ông phải tự tử ở bệnh viện Grand đó. Thì bây giờ một người duy nhất mà nghe là tôi nói hàng tướng lãnh ấy, là đã 2 lần bị Việt Cộng bắt này. Đấy, một lần Việt Minh, một lần Việt Cộng. Nên bây giờ thì như vậy cái bộ quần áo mày đang mặc ấy, là cái bộ quần áo nó của lính nhảy dù Pháp, tiểu đoàn 5 nhảy dù Phạm Văn Phú cũng đã bị từng bị bắt rồi. Thì bây giờ mặc vô đó thì mày bảo là mặc quần áo kia nhục, thì cái quần áo của mày còn nhục hơn nữa. Tại vì 16.000 lính Pháp ở Điện Biên Phủ còn thua nó thì còn mặc vô để làm cái gì? Không, không nên lấy thành bại luận anh hùng nữa. Cái câu chuyện cái hoài niệm mà hồi được đi lính cho Tây nó nặng lắm anh ạ. Vâng, đúng rồi, Vâng, khách lắm, hồi đó làm được sĩ quan Tây nó còn còn hoắt nữa. à, hoài niệm cái thời mà được đô hộ nó thích lắm ạ. Thành ra Tôi có cái câu nói cái hồi đó đó mà nói tiếng mồi nữa, nói chuyện nói tiếng mồi. Bây giờ đi qua bên Pháp mình mới biết thành mình Ngọc, 57 năm không nói tiếng Pháp, bây giờ nói lại cái giờ nó bạc Parle Prague, phăng tôi làm dấu thôi, không nhớ làm dấu rồi. rồi, đúng rồi. Thì mới nhớ lại cái chuyện cái ông Thông Ngôn, ông có nói như thế này. Đấy. Ông nói với lại ông đồn trưởng người Pháp, ông nói rằng á, lũy cơm lơ bớt, nông lơ bớt, lũy tí tí noa, tí tí dơn, lũy gầm, lũy gừ, lũy sực cả toa, lũy sực cả moa. Thì thưa quý khán giả, cơm lơ bớp mà nông lơ bớp là giống nó to như con bò mà không phải là con bò, nó có một tí màu đen và một tí màu vàng, mà nó gầm nó gừ, nó ăn cả mày nó ăn cả tao đó. Mà ông Tây ông hiểu liền đó là con cọp. Qua bên đó mình nói chuyện, em nói chuyện gặp con công nhận phụ nữ Pháp đẹp, người nhỏ nhỏ xinh xinh, nói rằng á, tôi giờ tôi không nói tiếng Pháp nữa, nhưng mà comment televu je suis bien, nhưng mà cái là merci mademoiselle joli romang. Ok, nó hỏi là cái tại sao mày nói joli mà còn romang nữa. Romang không phải tiếng Pháp thì quý vị mình thêm vào nó cho nó gọi là nó nhấn mạnh thêm joli romang đấy, cái đẹp. Nhưng bảo cô Pháp, cô bảo ồ tao thích cô đó lắm. Cái okay. Thế bảo thì tôi cũng vậy, I je t'aime. Tem là tôi yêu cô đấy. Nói lại chuyện mấy ông Việt Nam Cộng Hòa thì nó khổ cái này, muốn chống cộng sản, muốn lật đổ cộng sản, nhưng mà nó cái tàu đó đó, cái tàu mà hải quân đó, thì ông Bùi Thế Phát không biết cách nào phải sử dụng, tại vì 3 ngày đó đó đã phải trả tiền mướn cái tàu đã hết 4.000, tức là hơn hơn 1.000 mấy trong 3 ngày. Bây giờ giữ cái tàu đó thì giữ ở đâu, kho đâu mà giữ, cái tàu làm to lắm, tại vì nó lấy một cái xe tải mà xong rồi nó đánh giấy bồi lên, nó bảo là bằng 1/3 cái thật. Dạ, nó bằng 1/3 cái thật đấy. Thế giờ bây giờ như vậy đó, giữ lại thì tiền đâu để trả, tại vì phải mướn chỗ để. Mà mấy
anh em bảo bây giờ phá nó ra thì tiếc lắm. Tôi bảo có gì đâu mà tiếc, cái tàu thật mà còn mất nhau gì đấy cái tàu giả. Cái bọn này nó lạ lắm mà, nó cái đó tức là chống cộng đấy, kéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Tôi thấy rằng thì là tôi thấy rằng cụ Nguyễn Du, cụ ấy cụ đã tiên đoán hết cả rồi. Thì bây giờ mình bỏ tiền ấy, nói ông Bùi Thế Phát, ông bỏ ra mua một cái xe truck đấy, mua luôn cái xe truck đó lên, xong để đó cái mướn cái chỗ nào để nó mỗi tháng anh em góp tiền vào mà trả, giống như là cái đền Trần Hưng Đạo đó. Có gì đâu mà rồi cái làm buổi lễ, rồi tháo các miếng ra, rồi anh em rưng rưng nước mắt nhìn thấy cái hoài niệm của mình, cái nhật tảo của Hải quân 10 kia bị tháo ra. Thì tôi bảo sao không nói luôn một câu nữa là cái tàu nó bị chết lần thứ nhì. Từ cái máy bay, từ cái máy bay F5 cho tới cái này đó, nó trò hề. Ê, chào anh Hồ Phong. Hồ Xuân Phong khỏe không? Thì bây giờ đó thì cái tôi nó tức cười đấy, làm lễ để tháo những cái miếng nó ra, xong rồi anh em rưng rưng nước mắt nhìn thấy một cái kỷ vật của mình. Thế hỏi có đâu phải chiến tích, mà cái đó là mình thua mà. Tại sao tàu mình lớn hơn Trung Quốc và Trung Cộng mà lại để cho Trung Cộng nó bắn cái tàu của mình? Để chết luôn một lúc cả ông thuyền trưởng với ông ấy này kia. Cái tức là họ biết ông thuyền trưởng và ông phó thuyền trưởng đứng ở đâu. Bắn vô một cái là hai ông chết liền. Thì nhưng mà bây giờ đó thì tôi thấy hôm tôi ở bên Pháp, tôi đọc cái bài viết anh em đang quyết định họp là giữ cái tàu lại hay không giữ cái tàu lại. Tôi có trả lời trong email đó. Tôi bảo có một cái tàu mà giữ không nổi mà nó đòi chống cộng sản thì làm sao mà lật đổ được cộng sản. Sau diễn hành thì mới mang ra cái chỗ bãi đất ở chỗ băng America với cái chợ ABC đó. Chợ ABC ở nơi mà mấy cái xe buýt mà nó ở San Jose nó chạy xuống đó. Thì là Đài Little Sài Gòn, cô Ngọc Ân, Ngọc Kiết mới lại gì đó nói là đi ra làm phóng sự, đi ra làm phóng sự, đi ra chụp hình. Rồi có những người quỳ xuống khóc. Đúng rồi. Nó ghê quá đi. Thành ra nó cái bọn này nó suốt ngày nó bán hàng giả mà. Nó hay thật à. Tôi thấy nó cái sáng kiến của nó cồn nhụt mà nó dơ giấy mà tôi thấy là lạ. Ở trong tờ báo Người Việt thì ông Bùi Thế Phát mới trả lời cuối cùng thì vì cái chi phí quá lớn, chúng tôi phải gạt nước mắt để mà phá hủy chiếc tàu. Không, cái thằng này nó mới lại tin nhầm nữa. Thằng này nó mới nói rằng thì là khi mà khánh thành cái tàu đó, thì theo nguyên tắc là một cái bà cầm cái chai champagne có cái đeo cái là có cái dây đó mà va vào cái thành tàu bể cái chai champagne đó thì không biết là cái thủ tục đó nó xảy ra thế bây giờ đó thì cũng làm cái đó thì giao cho cái bà vợ của cái ông thị trưởng đó bà ấy đập cái đó, nhưng mà cái chai champagne này thì cũng giả thôi. Nếu chai champagne thật thì nó bẹp cái tàu. Nói chuyện thì là nhưng mà nó hay ở cái chỗ rằng bà ấy liệm cái chai, nghĩa là đẩy cái chai champagne này có dây treo mà hất vào cái tàu, không biết làm sao mà hồn thiêng sông núi thế nào mà cái chai champagne đó nó lại nhảy ra mà cái lên cái bàn thờ, nó nằm ngay ở chỗ trên cái bàn thờ. Tôi thấy cái bọn này nó hay chứ không phải chuyện đùa. Thật sự là mình đi ra ngoài cái chỗ nó bán những cái đồ mà làm ảo thuật đó. Đấy, những cái loại thủy tinh giả đó. Cầm đụng nhẹ một cái là nó bể tan tành liền.
đấy. Nhưng khổ cái này nếu làm như vậy là phải bỏ nước vào trong đó đấy, phải bỏ nước vào trong đó, và thứ hai nữa phải đập như vậy, người ta phải, cái tàu nó phải nằm dưới nước chứ đâu có phải nằm ở trên bờ trên đại lộ Buôn Tra được. Nhưng mà nó nhảy vào cái bàn thờ nào tôi thấy mê ai à. Mình cũng không tưởng tượng, không biết cái bàn thờ nó ở chỗ nào. Nhưng mà hay thật à, theo tôi nghĩ rằng điều bác là nó như thế này, cái ở bên cái cộng đồng này, cái cộng đồng này nó chuyên môn, nó chơi cái trò gọi là buôn hàng giả bán hàng thù. Nó đứng nó núp ở dưới bàn thờ. Thế lúc mà cái này nó liệm một cái bà ông thị trưởng mà liệm một cái đó thì nó cái chai nó văng đi. Văng đi thì lúc nó văng đi đó thì anh kia dưới kia đi đưa một cái chai khác là lên trên đó rồi. Đấy. Tại vì mọi người đang lo nhìn cái này đâu có nhìn thấy anh kia anh để cái chai khác lên trên đó. Cái này chắc cũng lại phải làm ảo thuật nữa. Làm ảo thuật. Thì cái cộng đồng mà cái nhân tiện này nói chuyện ảo thuật thì bây giờ nó có như này. Cái hồ sơ của anh Nguyễn Thanh Tú đó, anh sợ được hết rồi, tất cả những người trong danh sách để sợ lại hết.